Hello các bạn, hôm nay mình làm clip này để chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân, kinh nghiệm của mình ý, với lại giúp các mom mới đi sinh, lần đầu đi sinh sẽ mang được đầy đủ đồ mà không bị thiếu này kia nhá. Cái đồ đi sinh mình sinh cách đây 8 tháng thôi, cho nên là mình nghĩ là nó sẽ gần với các bạn thì đồ mình mang đi nó sẽ bất lỉnh kỉnh hơn, ví dụ như là cái phích nước. Phích nước thì mình không cần mang đi đâu nhá, mình chỉ cần mang cái giỏ đồ của mình thôi. Phích nước ấm thì lên trên bệnh viện nó có dịch vụ mà mình mua, thế là mình mua phích nước thì là sẽ có nước ấm này kia, mình mang lên mình dùng xong rồi mình mang xuống trả thôi, không cần mang phích nước ở nhà đi làm gì đâu nhá. Cái giỏ đồ của mình thì là gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần cho mẹ này, phần cho bé và phần cho hồ sơ sinh. Thì các bạn xếp luôn là đồ của mẹ thì các bạn xếp bên dưới, đồ của bé là xếp ở giữa, và đồ hồ sơ sinh thì mình xếp trên cùng nhá. Để về theo cái mình lấy ra nó tiện hơn, bởi vì đồ của mẹ thì đến lúc mà gần như là dùng đến cuối cùng thì mình lấy sau, thì mình sẽ để ở bên dưới. Thì đồ của mẹ thì gồm một bộ đồ ở nhà đấy, một bộ đồ mặc ở nhà như thế này. Các bạn đừng mang váy nhá, mang đồ như này mình mặc tiện, mà khi mà đi về cho con ti nó cũng rất là tiện luôn. Thứ hai là bỉm cho người lớn ấy nhá, chứ không phải bỉm trẻ con đâu, bỉm người lớn là bởi vì khi mà mình đẻ xong thì mình sẽ có dịch sản nó ra rất là nhiều ấy, thì mình dùng, mà là mình mua 1 đến 2 cái bỉm này mình cũng có thể mua ở bệnh viện, các cô hộ lý các cô cũng bán ấy. Tiếp theo là quần lót giấy thì cái này cũng gọi là khi mà mình dịch sản ở mình ra ít rồi thì mình sẽ mặc quần lót giấy này, xong mình dùng băng vệ sinh kiểu hàng tháng mình dùng thôi, bởi vì lúc đấy nó ra ít lắm nhá, và dùng xong thì mình quăng đi luôn, đỡ phải mặc lại đỡ phải đi giặt mệt lắm. Tiếp theo là áo lót cho con bú thì các bạn nên mua nhá, bởi vì mình dùng nó tiện hơn. Đây, áo lót cho con bú. Đấy, xong cái này là mở ra này, mở vào. Đấy, để cho con ti mình gỡ ra gỡ vào rất là tiện luôn. Đấy, và dùng cùng với cái đấy mình sẽ mua miếng lót sữa này để mình gắn vào áo khi mà mong làm mà kiểu nhiều sữa về tràn trề luôn ý, thì lên dùng cái này này để nó không kiểu là nó không bị thấm ra ngoài, nhìn nó mất lịch sự ý. Đấy, tiếp theo nữa là đồ dùng cá nhân. À mà mình quay lại nhé, cái áo này các bạn có thể là các bạn có thể nói là muốn thả rông này kia, nhưng mà thật sự nhá, khi mà mình có con mình lên mặc vào, bởi khi sữa về nhiều này kia mình sẽ bị sệ ấy. Thế nên là mình lên chịu khó nóng được một tí, nhưng mình mặc vào nó sẽ khi mà mình cho hết cho con ti nó sẽ đỡ hơn, nên nó cũng sẽ không bị sệ quá đâu nhá. Tiếp theo là đồ dùng cá nhân, thì khăn này, kem đánh răng này, cốc này, nước muối sinh lý nhá, và giấy gồm giấy khô và giấy ướt mình lên cầm đi để mình lau. Đấy, đồ của mẹ thế thôi, chỉ thế thôi các bạn ạ. Tiếp theo là đến đồ của em bé nhá. Đồ em bé thì gồm có quần áo sơ sinh thì mang khoảng 4 đến 5 bộ nếu mà các bạn sinh mổ như mình, bởi vì mình ở trong bệnh viện đến 5 hôm lận. Còn nếu mà các bạn sinh thường thì chỉ ở được khoảng một ngày là về thôi, chứ không ấy đâu, ở lại lâu đâu, người ta cũng không cho ở lại lâu đâu. Thì các bạn mang ít hơn, hoặc là những bạn nào mà đẻ vào mùa đông nhá, mùa đông thì mình phải mang nhiều hơn, bởi vì khi mà mình ở lâu hoặc là con nó ị ra được kia mình giặt thì nó sẽ không khô nhanh được, thì mình mang nhiều đồ hơn một tí để tránh trường hợp đồ lâu khô. Tiếp theo là bao tay bao chân, mũ là có một cái lưu ý là mùa đông thì mình đội cái nón nào cũng được, nhưng mà mùa hè thì các bạn mua cái che thóp thôi, mình che thóp như cái băng đô của mình ấy đấy, thay cho cái mũ sơ sinh. Vậy là hoặc là cái mũ nó tròn tròn như vậy này, nó hở một cái đoạn đầu ấy, cho em bé thoáng, bởi vì mùa hè rất là nóng, mình không cần thiết phải chùm quá kín cho con đâu nhá. Tiếp theo, bao tay bao chân lót.
đấy khi kỵ nó đấy, đây là tã gián, các bạn phải mang tã gián nhé. Tã gián này thay cho tã chéo và dế lót, bởi vì các bạn lên mua này, mình thật sự khuyên chân thành luôn, bởi vì trẻ con nó ị té liên tục, cho nên mà mình dùng khăn chéo đồ này kia thì rất là bất tiện, bởi vì con nó đá ra một bè, chỉ cần một bè đá nước đá thôi là nó dậy nó ướt, nó không chịu được rồi. Mình nên mua cái này nó có thể đựng được khoảng 2-3 bé nước đá ấy. Khi nào còn ị thì phải thay thì đến mình không nói nhá, thì nó sẽ mát đi mà chống ham, nó không bị ướt này kia, trẻ con nó không khó chịu ấy. Mình nên mua một, mình lên dùng cái này nhá, bởi vì lúc mình vào sinh ý, bởi vì mình mua cái này rồi, rõ ràng mua này rồi mà hộ lý vẫn cứ bắt mình mang tã chéo và ủa thực thật, nhưng mà mình nhất quyết mình dùng cái này cho em. Và cũng có trong phòng của mình, cũng cùng phòng của mình thì người ta cũng dùng cái này đấy, chứ ra không phải là của mình ấy đâu, mà mình không phải là mình không dùng tã chéo đâu, mà tất cả mọi người bây giờ người ta không dùng tã chéo nữa rồi các bạn ạ. Tiếp theo là lót chống thấm. Lót chống thấm thì mình nên dùng cái loại đây, cái loại dùng nhựa silicone này, thì nó tiện lắm. Khi mà mình cái này dùng để khi mà mình lót đít cho con đi, mình thay bị mình kê cái mông nó vào mình thay, và nhỡ nó đái ị ra thì mình không bị dính xuống ra giường. Mình lên mua cái này mình nó ị ra phát mình lau phát mình phơi cũng rất là nhanh khô luôn, chứ đừng mua loại vải này nhá. Loại vải này trời ơi rất là bất tiện luôn, khi nó ị ra nhỡ bị dính hoặc là ị lên một bè là mình phải mang giặt mà rất là lâu khô luôn các bạn ạ. Nó dày lắm, nhìn thì đẹp thôi nhưng mà ứng dụng không cao. Tiếp theo là khăn sữa. Khăn sữa hay còn gọi là khăn xô, mình mua đến khoảng 20 cái 40 cái dùng cũng được, trời ơi cái đấy dùng rất là nhiều luôn. Mà khi mà các bạn mua nhá, các bạn nên chia màu ra, bởi vì cái mình lau mặt này, cái mình lau người này, cái mình lau mông cho con mình phải chia ra nhé, không mình lại lau nhầm lung tung. Tiếp theo là chăn thì mình mùa hè thì mình chỉ cần chăn 2-3 lớp thế này thôi đấy, nó có một cái 2-3 lớp như thế thôi, nó kiểu là để mình ủ con này, mình đắp cho con này đấy. Còn mùa đông thì nó sẽ mua một cái dày hơn thì nó như này đấy, cái này rất là tiện luôn để tắm xong thấm, hoặc là ủ chăn cho con này kia ấy, hoặc là đồ ủ đầu này đấy. Tiếp theo là bình sữa và sữa mình cần phải mang đi, rất cần luôn, bởi vì không phải là ai để xong sữa cũng về luôn đâu các bạn, cho nên mình phải có cái này để cho về nhà pha cho các cháu uống ấy. Ví dụ như mình đẻ mổ mình nằm ở phòng phẫu nửa ngày mà con mình đẻ ra phát chỉ cần nửa tiếng đến một tiếng sau nó đòi ăn rồi, lúc đấy lấy đâu ra sữa đúng không. Tiếp theo nữa là chậu nhỏ, mình phải mang một cái chậu nhỏ đi, tức là tăm bông thì mình ví dụ như mũi con nhớ nó có cái gì thì mình gậy gậy ra, hoặc là mình lau tai cái vành tai này, chứ đừng có chọc qua nhá. Tiếp theo là kem hâm để mình khi mà mình dùng tã xong ấy thì mình sẽ bôi kem hâm cho con luôn. Đây kem hâm loại này, nhà mình thì dùng loại này từ lúc bé đến giờ và trộm vía bé không bị hâm thì mình cảm giác là dùng cũng khá là ok, mình giới thiệu cho các bạn luôn đấy. Và một cái duy nhất một cái nữa thôi, đó là mang một túi ni lông đi để đồ bẩn thế thôi, mà mang một nhiều nhiều lên nhé, đừng dùng mang một cái nhé để mình đựng đồ bẩn đấy. Thế là xong rồi đấy, đồ của mẹ với con thế là xong rồi. Còn tiếp theo đó là hồ sơ sinh, cái này rất rất quan trọng luôn và rất hay quên, cho nên là mình đề nghị các bạn là mình đặt lên đâu các bạn ghi lên đấy và các bạn bỏ luôn vào túi clear và để luôn vào cái chỗ đi đẻ và cái giỏ đi đẻ nhá. Nhất là gồm thẻ bảo hiểm này, sổ hộ khẩu photo này, chứng minh thư này, sổ khám thai này, và cái quan trọng nhất là tiền mặt. Năm ở đấy các bạn bỏ luôn một túi clear và mình để luôn vào hồ sơ, để luôn vào cái túi đi đẻ để khi mà mình lên mình làm thủ tục nó kiểu là mình đỡ thiếu lại chạy đi rất là mất công đấy. Đồ đi đẻ của mình chỉ như thế thôi. Sẽ có nhiều bạn thắc mắc là ô thì gạt lưỡi đâu, tưa lưỡi đâu, băng rốn đâu này kia. À đúng rồi, cái băng rốn.
cái băng rôn thì thật ra mình không cần, cũng không cần thiết đâu, bởi vì bây giờ các bác sĩ người ta khi cái đoạn ruột thừa con ra rồi nhá, xong người ta sẽ kẹp một cái nhựa vào, mà mình không đụng vào cái đấy, khi nào rốn con nó rụng thì nó sẽ rớt ra luôn, thì mình cũng không cần thiết phải mua cái băng rốn đâu. Các bạn cách nhiều nhiều người thì bảo là không băng như thế rốn con lồi, nhưng mà nhà mình không băng, không hề băng luôn, để nó thoáng, nó rụng rất là nhanh mà rốn con mình cũng không lồi, bởi vì lồi cái đấy là do cơ địa thôi nhá. Thì những cái đấy là đồ, những cái đấy là đồ ở nhà, thì cái mình sẽ làm trong clip tới, tức là đồ sơ sinh. Đồ sơ sinh mình cần thiết những cái gì, như là bình sữa như nào này, kem hăm, kem này kem kia, thuốc này thuốc kia, chậu này chậu nọ, thì mình sẽ làm trong clip sau nhé. Còn cái này là riêng, cái này là clip mình làm là đồ mang đi sinh. Đồ mang đi sinh mình ở trong viện chỉ 1 đến 5 ngày là kịch, thì mình không mang nhiều đâu nhá, các mong nhá, các mong để ý nhá. Không lẽ bảo mình ôi, làm gì làm mang thì có ít thế, có thiếu không, bao nhiêu thứ này kia nhá. Thì cái lúc của mình chỉ đến đây thôi. Thì à đúng đúng rồi, tất cả các đồ của các mom ấy, các mom để lại, các mom ấy thì chuẩn bị xong rồi các bạn bỏ vào đây, bỏ một vào một cái giỏ như này. Đây là giỏ mình mang đi xin á, tất cả mọi thứ mình chỉ cần bỏ vào cái giỏ đấy là ok. Xong rồi là chỉ cần có triệu chứng đau đẻ phát là mình xách tạp mang đi thôi nhá. Thì chúc các mẹ đi sinh được thuận lợi, mẹ tròn con vuông nhá. Và mọi người cảm thấy clip của mình hữu ích và hay thì cho mình một like và share cho mình nhá. Cảm ơn các bạn, xin chào.